sang năm trẻ đẹp lòng. Món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Number one active chân muối với các khoáng chất thiết yếu natri, kali, clo giúp bù nước, bù khoáng nhanh cho bạn hoạt động bên bỉ. Number one active chân muối bù nước, bù khoáng bên bỉ đến cùng. Sao này không phải là thuốc và cũng có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Giáng sinh tươi vui ở phố núi Đà Lạt. Đối tượng siêu lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng tại Bình Dương xa lưới. Thải độc cơ thể, xu hướng mới giúp phòng ngừa bệnh ung thư. Thưa quý vị, tiếp tục hành trình đến thăm tặng quà các đảo phía Bắc thuộc quần đảo Trường Sa. Đoàn công tác thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa do Bộ Quốc phòng và tỉnh Khánh Hòa tổ chức đã ghé thăm đảo Chìm Đá Nam. Sau khi lên đảo thực hiện xong việc chuyển hàng Tết cho cán bộ chiến sĩ trên đảo, Đại tá Bùi Đình Dương, Phó Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 146, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Trường Sa cùng đông đảo các cơ quan báo chí trung ương địa phương đã chúc Tết, động viên, thăm hỏi tình hình công tác, cuộc sống của cán bộ chiến sĩ trên đảo. Thay mặt Bộ Quốc phòng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban Nhân dân huyện đảo Trường Sa, Đại tá Bùi Đình Dương đã trao những phần quà Tết của các đơn vị đến tận tay cán bộ chiến sĩ đảo Đá Nam. Trong năm qua, cán bộ chiến sĩ đảo Chìm Đá Nam đã vượt khó, chủ động làm chủ khí tài, thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu cũng như tăng gia sản xuất, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu trên giao. Thưa quý vị, tối ngày 24 tháng 12, đông đảo người dân và du khách tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đón Giáng sinh 2016 trong không khí tươi vui rộn ràng. Sau những ngày mưa kéo dài, tiết trời Đà Lạt đã se lạnh và khô ráo, càng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi chơi lễ. Chưa đến 19 giờ nhưng tại khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt như khu Hòa Bình, Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt và các nhà thờ lớn như nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, nhà thờ Con Gà, nhà thờ Don Bosco, nhà thờ Tin Lành, lượng người đổ về rất đông để tham quan vui chơi đón lễ Giáng sinh. Khác hẳn mọi ngày, hôm nay nhà thờ Con Gà được trang hoàng lung linh sắc màu. Do lượng người đến đông, lực lượng công an cùng người trong giáo xứ phải túc trực phía ngoài hướng dẫn người dân vào tham quan theo trật tự. Trong khi đó, tại các giáo xứ xa trung tâm thành phố Đà Lạt, không khí đón lễ Giáng sinh cũng rộn ràng không kém. Ngay từ sớm, nhiều giáo dân đã có mặt tại nhà thờ để chuẩn bị làm lễ, cùng nguyện cầu những điều tốt đẹp an lành đến cho mọi người. Trong đêm Noel tối ngày 24 tháng 12, trong chương trình Xuân Yêu Thương với chủ đề Mùa Xuân Vậy đã diễn ra tại phố đi bộ. Bên cạnh sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ tên tuổi hay các ca sĩ dí trong nước, cùng có sự góp mặt của thần đồng âm nhạc người Mỹ gốc Việt Evan Lê, nhân vật rất được chú ý trên khắp thế giới thời gian qua. Lần đầu tiên Evan Lê biểu diễn tại quê nhà là trong đêm nhạc gây quỹ Trịnh Công Sơn, còn đêm nay là lần đầu tiên Evan biểu diễn trước đông đảo khán giả thuộc nhiều lứa tuổi. Với chủ đề sắc xuân đất nước, đường đèn nghệ thuật năm 2017 tái hiện hình ảnh những địa danh đặc trưng về du lịch của Cần Thơ một cách sinh động như chợ nổi Cái Răng, nhà cổ Bình Thủy. Điểm mới của đường đèn năm nay là nối dài từ trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố đến hết giao lộ 30 tháng 4 Trần Văn Hoài. Theo đó, dọc theo những tuyến đường là các chùm đèn nghệ thuật kết hợp năm màu bao gồm xanh lá, xanh biển, đỏ vàng và trắng với các tạo hình phong phú. Dự kiến đường đèn sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 12 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017. Ngày 24 tháng 12, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều và Pa Co nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện. Nhà văn hóa truyền thống của dân tộc huyện Đắk Rông được khởi công xây dựng vào năm 2012 với tổng diện tích sàn 1.868 m², gồm một tầng trệt và hai tầng lầu, một cổng chính và hai cổng phụ. Sân lễ hội rộng 1.000 m², sân khấu quầy trời 100 m², bãi đổ xe, sân bê tông và đường dạo xung quanh gần 3.000 m². Công trình này được đầu tư với tổng mức 20.737 tỷ đồng. Công trình có kiến trúc đẹp mang đậm bản sắc của dân tộc Vân Kiều và Pa Co của huyện Đắk Rông. Đây cũng là địa điểm nhằm thu hút du khách tham quan, nghiên cứu đồng thời gắn với việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 12, tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình liên hoan võ cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 12 với chủ đề Võ Việt Đất Phương Nam. Chương trình năm nay được đánh giá cao về cả số lượng lẫn chất lượng. Liên hoan võ cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của hơn 80 đơn vị đến từ các câu lạc bộ võ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận với quy mô lớn hơn mọi năm. Năm nay, ngoài những bài thi đấu truyền thống, các đơn vị còn mạnh dạn đầu tư về nội dung như
xây dựng những câu chuyện mang tính chất thực tế qua những bài quyền, sử dụng những loại binh khí mới như vòng tay, dù, khiến khán giả vô cùng thích thú. Về cái độ hoành tráng của cái liên hoan năm nay là hơn hẳn 12 lần liên hoan lần trước. Qua lần thi thứ 12 này thì thấy phần thư các bạn thì càng ngày được tăng cao, kỹ thuật càng ngày rõ nét, rồi rất là nhiều kỹ thuật tinh xảo và có thể là đánh giá là rất mạnh. Liên hoan võ thuật cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 được đánh giá là một trong những hoạt động nổi bật tạo môi trường cho võ thuật Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa. Tiếp theo là các thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 12, cơ quan điều tra công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Lưu Thị Diễm Hằng, 32 tuổi, ngụ phường An Bình, thị xã Dĩ An để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, để có tiền tiêu xài và trả nợ, Hằng đã thuê xe ô tô tự lái của các công ty du lịch rồi thuê người làm giấy tờ giả đứng tên của mình, sau đó đem cầm cố tại các tiệm cầm đồ hoặc thế chấp vay tiền của người quen. Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận với cùng thủ đoạn trên, Hằng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt được số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Đến ngày 24 tháng 12 năm 2016, cơ quan điều tra công an thị xã Dĩ An đã thu giữ được 12 xe ô tô các loại do bị hại và người liên quan tự nguyện giao nộp. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Sau thời gian theo dõi, rạng sáng ngày 24 tháng 12, Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu phía Nam C74B, Bộ Công an phối hợp với BC46 Công an tỉnh Bình Dương và Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tiến hành đột kích kiểm tra 9 toa tàu chở hàng chục tấn hàng tại ga Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện 20 thùng hàng chứa nhiều pháo điện, hàng chục thùng hàng khác đựng loa thùng, phụ thùng máy kéo. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ mua bán, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tối ngày 23 tháng 12, tại khu vực đường mòn biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm đã bắt giữ đối tượng Vừa Giống Pó, sinh năm 1980, quê quán Bô Ly Khăm Xây, Lào, đang vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu được tại hiện trường là 8 bánh heroin, 300 đô la Mỹ, 2 điện thoại để liên lạc. Theo đó, đối tượng Pó vận chuyển ma túy thuê cho một người lạ với số tiền công là 1.000 đô la Mỹ và 1.000 baht tiền Thái Lan. Khi về đến địa điểm trên thì bị bắt giữ. Thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người thương vong trên địa bàn tỉnh. Trước đó, ngày 23 tháng 12 năm 2016, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa nhận được tin báo tại phố Thành Mai, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả một người bị bắn chết, một người bị bắn trọng thương. Nạn nhân bị bắn chết được xác định là Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1992, và nạn nhân bị thương là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1996, đều ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Sau hơn 10 giờ khẩn trương điều tra xác minh, chiều ngày 24 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự đã điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ án. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng 23 giờ ngày 23 tháng 12, trong lúc uống cà phê thì xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng mang theo tiếp nước, bình xịt hơi cay và mượn một khẩu súng tự chế đuổi bắn. Hậu quả, Nguyễn Văn Ngọc chết tại chỗ, Nguyễn Văn Hải bị thương nặng. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang truy bắt thêm các đối tượng có liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 19 giờ tối ngày 23 tháng 12 năm 2016, tại số nhà 35 Phạm Ngọc Thạch, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, người dân phát hiện bà Phúc nằm chết trên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể. Tại hiện trường, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, két sắt bị hung thủ đập phá lấy hết tài sản bên trong. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã kịp thời có mặt và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Còn bây giờ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đã biết quá nhiều con số liên quan đến bệnh ung thư ở Việt Nam. Tuy nhiên, căn bệnh này vẫn có thể dự phòng được nếu như con người chủ động hơn trong việc giữ gìn sức khỏe của mình. Một trong những xu hướng mới đã và đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng đó là thải độc cơ thể trước tác nhân gây hại của môi trường. Cứ 2,5 phút trôi qua có một người chết vì ung thư và 3,5 phút có một người mắc mới. Con số này càng cho thấy ung thư tiếp tục là nỗi khiếp sợ của cả cộng đồng. Theo các chuyên gia, ung bú, độc tố từ môi trường, không khí ô nhiễm, thực phẩm bẩn, bao vây tế bào có mặt ở khắp nơi trên cơ thể. Vì vậy, để bảo vệ cơ thể khỏi sự tàn phá của độc tố, thì chế độ dinh dưỡng hợp lý và thải độc cơ thể là điều hết sức cần thiết, giúp hệ miễn dịch cơ thể làm việc tốt hơn. Và xu hướng này đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng.
Ít nhất là với mỗi một con người thì chúng ta cũng có thể có những cái giải pháp cho riêng mình. Ví dụ chẳng hạn như là lối sống, chẳng hạn như là thực phẩm chúng ta ăn vào thì chúng ta cũng sẽ biết cách ăn như thế nào đấy để mà dự phòng được bệnh tật và ung thư. Các chuyên gia về công nghệ y tế của Thụy Sĩ đã chuyển giao cho Việt Nam công nghệ mới trong việc phát triển sản phẩm bổ sung các chất oxy hóa mạnh, đặc biệt là hoạt chất sulforaphane. Với tác dụng đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, đây cũng là một trong 100 sự kiện nổi bật của thế kỷ 20 và đã được chuyển giao ứng dụng thành công tại Thụy Sĩ. Với rất nhiều các cái nghiên cứu, hàng nghìn nghiên cứu khác nhau của các nhà khoa học đã khẳng định rằng Procorafanine đã có tác dụng bảo vệ tế bào, chống oxy hóa và có tác dụng ngăn ngừa ung biếu. Việc đào thải độc tố tích lũ đau cày trong cơ thể ở cấp độ tế bào, bảo vệ tế bào và gan khỏi các độc tố nhiễm từ môi trường, thực phẩm sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính, đặc biệt là ung thư. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Mong cho sang năm trẻ đẹp lớn, món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Bà Rịa Vũng Tàu, 11 doanh nghiệp phải bồi thường hơn 13 tỷ đồng trong vụ kiện cá chết trên sông Chà Và. Không khí đón Noel ở Sapa và thành phố Vinh. Một người mẹ nhốt con 11 tuổi không cho đi học ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.